Như mang chiếc chai bom, xin chào quý cô chú anh chị gần xa ạ. Mọi người ơi, vẫn có vài một vài bình luận quý cô chú anh chị vẫn chưa hiểu về cái vườn mai của chiếc chè bông cả nhà. Thì có quý cô chú anh chị là bình luận cái vườn này chỉ đi mua hàng của vườn khác bán lại thôi chứ làm gì mà có mà tự sản xuất. Và ngày hôm nay để trả lời câu bình luận của quý cô chú anh chị mà chưa hiểu rõ về cái trung tâm phân phối mai giống chiếc chè bông. Đây cả nhà, một cái trung tâm này rất là rộng. Nó nằm tới 5 cơ sở cả nhà. Và hiện tại em đang ở trung tâm thứ 5. Đây cả nhà, đây là những cái hàng mai phôi bên vườn mai nhà em đây. Em mua thật sự rất rất là nhiều mọi người. Và tự sản xuất là tự bán cho quý cô chú anh chị. Đó, đây nè mọi người nhìn ha. Đây, đó. Khi mà nó già rồi thì sẽ đem vào chuẩn bị ghép. Và ngay cái lô ngày hôm nay thì đã ghép là siêu bông Bình Lợi cả nhà. Đó, đây, đó mọi người. Đây là các cô các chú đây phụ hỗ trợ ghép mai ha, rồi trồng bịch mai. Và bên đây thì bên em tự sản xuất cái loại này là siêu bông Bình Lợi đây cả nhà. Đó, và em thấy cái giống này phải nói là sinh trưởng cực kỳ mạnh nha. Nó lớn cái đọt, nó lớn y như rau muống cả nhà. Nè, sinh trưởng rất là mạnh, rất là nhanh lớn mọi người. Đó, và bên đây thì chuẩn bị ghép cho một cái lô tiếp tục là siêu bông Bình Lợi nữa đây cả nhà. Đó, đây siêu bông Bình Lợi rồi siêu bông Sài Gòn. Đó, cái lô này thì cũng vườn tự mua tự làm tự ghép như thế này đi quý cô chú anh chị. Đó, và dài ở bên đây thì sẽ là những cái gốc phôi nhỏ thì bên em sẽ ghép rất là nhiều loại giống. Ở trong đây nó sẽ có siêu bông Sài Gòn, cúc thọ hương, hoa hồng thanh tú, rồi nhị ngọc toàn cảnh thạch rất rất là nhiều cả nhà nhìn nè. Đây nó dài ở phía trước luôn ha cả nhà. Xin mời chúng ta hãy cùng tham quan cái vườn của em nha. Ở bên đây là những cái hàng đôn gốc bự nè. Rồi bên đây sẽ là thọ hương, lá cẩm thạch, hoa hồng thanh tú rất rất là nhiều luôn. Rồi bên đây nó cả nhà, ở ngoài trước này thì em sẽ nuôi về cái cúc thọ hương. Rồi bên đây sẽ là nhị ngọc toàn, lá cẩm thạch nè, siêu bông Bình Lợi nữa nè cả nhà. Đó, bây giờ đang chuẩn bị cắt loài vào trong để ghép đó mọi người. Nhìn một cái khuôn viên như thế này, nói chung là cơ sở em là cái trung tâm là vừa sản xuất và vừa phân phối nha quý cô chú anh chị. Đó đây nè, cái hàng này là nhà em nuôi không nè mọi người. Rồi em sẽ đi ra cái bảng chích chè năm cho quý cô chú anh chị mình xem và để hiểu rõ thêm về cái vườn mai của chích chè bông nha cả nhà. Đây, đây là cái sáng ngày nó hơi dọi nắng, em quay nó hơi dọi nắng. Đây nè, đó, thấy không cả nhà? Chích chè năm nha mọi người ơi. Nè đó cả nhà nhìn ha. Đó, đây, cái khuôn viên nó rất là rộng như thế này. Thì còn chích chè 2 trung tâm, rồi chích chè 2, chích chè 3, rồi chích chè 4 nữa. Nói chung là phải tự sản xuất, tự phân phối nha quý cô chú anh chị. Cho nên là một lần thì quý cô chú anh chị nào có đi ngang xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì xin mời quý cô chú anh chị chúng ta hãy dừng chân lại ghé tham quan cái vườn mai của chị chè bông nha.